Chào mừng các em đến với kênh thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi ngữ văn lớp 7, bài 7 trang 94-96. Văn bản bánh trôi nước. Thân em vừa trắng lại vừa tròn, bảy nổi ba chìm với nước non. Rắn nát mặc dầu tay kẻ nặng, mà em vẫn giữ tấm lòng son. Hồ Xuân Hương, trong hộp tuyển thơ văn Việt Nam. Tập 3, nhà xuất bản Văn hóa Hà Nội năm 1963. Chú thích: bánh trôi nước, gọi tắt là bánh trôi, một thứ bánh làm từ bột nếp được nhào nặng và viên tròn, có nhân đường phên, được luộc chín bằng cách cho vào nồi nước đun sôi. Ở miền Bắc nước ta, hàng năm vào ngày 3 tháng 3 âm lịch có tục lệ là cúng bánh trôi. Hồ Xuân Hương, lai lịch chưa thật rõ, nhiều sách vẫn nói là bà là con Hồ Phi Diễn, quê ở làng Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Ông thân sinh ra Bắc dạy học, lấy vợ lẽ là người Bắc Ninh, sinh ra Hồ Xuân Hương. Gia đình Hồ Xuân Hương thì từng sống ở phường Kháng Xuân gần Hồ Tây của Hà Nội. Hồ Xuân Hương được mệnh danh là bà chúa thơ nôm. Rắn nát, rắn là cứng, nát là nhão. Rồi tiếp theo là đọc hiểu văn bản. Câu 1. Bài bánh trôi nước thuộc thể thơ gì, vì sao? Thì bài bánh trôi nước thuộc thể thơ thất ngôn tứ tuyệt đường luật, vì bài thơ tuân thủ đúng những cái quy luật của thể thơ thất ngôn tứ tuyệt. Bài thơ gồm 4 câu, mỗi câu có 7 chữ, mỗi câu ngắt nhịp 4-3. Vần được gieo ở cuối các câu 1, 2, 4. Tiếp theo câu 2. Nghĩa thứ nhất của bài thơ thuộc về nội dung miêu tả bánh trôi nước khi đang được luộc chín. Nghĩa thứ hai thuộc về nội dung phản ánh vẻ đẹp, phẩm chất và thân phận người phụ nữ trong xã hội cũ. Từ sự gợi ý trên, em hãy trả lời các câu hỏi sau. A. Với nghĩa thứ nhất, bánh trôi nước đã được miêu tả như thế nào? Chú ý các từ ngữ trắng, tròn, chìm, nổi, rắn nát, lòng son. Với nghĩa thứ nhất, Hồ Xuân Hương đã miêu tả lại cái hình dáng của chiếc bánh trôi cũng như những công đoạn làm ra bánh. Bánh có màu trắng của bột nặng thành viên tròn, rắn. Bánh rắn hay nát do tay người nặng. Bánh luộc bằng cách đun nước bằng đun sôi nước rồi thả bánh vào. Khi nào chín bánh sẽ nổi lên. Tiếp theo câu B, với nghĩa thứ hai, vẻ đẹp, phẩm chất cao quý và thân phận chìm nổi của người phụ nữ được gợi lên như thế nào? Chú ý các cụm từ vừa trắng lại vừa tròn, bảy nổi ba chìm, rắn nát mặc dầu, giữ tấm lòng son. Với nghĩa thứ hai, cái hình ảnh bánh trôi nước biểu tượng cho người phụ nữ thời xưa. Hình thức: xinh đẹp, trắng lại vừa tròn. Phẩm chất: trong trắng, dù gặp bất cứ hoàn cảnh nào thì vẫn giữ được tấm lòng son, thủy chung, son sắt, giữ tấm lòng son. Thân phận: trôi nổi, bấp bênh giữa cuộc đời, ba chìm bảy nổi. Tiếp theo câu C, trong hai nghĩa, nghĩa nào quyết định giá trị bài thơ, tại sao? Trong hai nghĩa thì nghĩa thứ hai là nghĩa chính của bài, bởi nghĩa thứ hai mới thấy được cái giá trị tư tưởng của cả bài thơ. Ghi nhớ, với ngôn ngữ bình dị, bài thơ Bánh trôi nước cho thấy Hồ Xuân Hương vừa rất trân trọng vẻ đẹp, phẩm chất, trong trắng son sắc của người phụ nữ Việt Nam ngày xưa, vừa cảm thương sâu sắc cho thân phận chìm nổi của họ. Tiếp theo phần luyện tập 1, hãy ghi lại những câu hát than thân đã học ở bài 4, kể cả phần đọc thêm. Bắt đầu bằng hai từ thân em, từ đó tìm mối liên quan trong cảm xúc giữa bài thơ Bánh trôi nước của Hồ Xuân Hương với các câu hát than thân thuộc ca dao dân ca. Những câu hát than thân bắt đầu bằng hai từ thân em.
Thần em như trái bần trôi, gió dập sóng dời biết tấp vào đâu. Thân em như hạt mưa sa, hạt vào đại cát, hạt ra ruộng cày. Thân em như hạt mưa rào, hạt rơi xuống giếng, hạt vào vườn hoa. Các câu hát than thân đã được học ở bài 4 kể cả phần đọc thêm. Có nhiều cái nét tương đồng về cảm xúc. Đây là tiếng nói thể hiện sự bất công của xã hội cũ đối với người phụ nữ. Cuộc sống của họ quá nhiều bấp bênh, trôi nổi, chịu nhiều tổn thương và không có quyền quyết định cuộc đời mình. Về phần bố cục thì bài thơ có hai phần. Phần 1, hai câu đầu, hình ảnh bánh trôi nước. Phần 2, hai câu cuối, thân phận, phẩm chất người phụ nữ qua hình ảnh bánh trôi nước. Về nội dung chính thì bài thơ này bày tỏ tâm sự trân trọng vẻ đẹp. Bài thơ này bày tỏ sự trân trọng vẻ đẹp, phẩm chất trong trắng son sắc của người phụ nữ Việt Nam, đồng thời thể hiện cái niềm cảm thương sâu sắc cho thân phận chìm nổi của họ và lên án tố cáo chế độ phong kiến. Như vậy thì đến đây các em đã vừa cùng cô theo dõi ngữ văn lớp 7. Thì sau khi xem xong, nếu các em thấy dễ hiểu thì hãy nhấn nút thích và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Và đừng quên đăng ký kênh Thầy Liêm để được xem những video tiếp theo nhé. Cô chúc các em học tốt và cô chào tạm biệt các em.